À, xin chào các bạn. Thì trong video này mình sẽ xin nói đề cập đến cái vấn đề đó mà anh em làm mộc nào chúng ta cũng cần, đó là cái keo dán gỗ. Như các bạn thấy đây thì mình có hai loại keo dán gỗ như này. Hôm nay mình sẽ xin nói về các, tức là nói chung chung về các loại keo dán gỗ và cái công dụng của từng loại, hay là cái loại nào mà mình nghĩ là nó sử dụng tốt nhất cho dành cho gỗ. Thì về bản chất, về nếu mà nói về độ cứng thì độ cứng này, độ chắc, ai cũng quan tâm gắn gỗ thì nó phải chắc. Thì mình sẽ khẳng định là cái này cũng chắc mà cái này cũng chắc, hai cái đều chắc. Nhưng cái này, quên, mình sẽ xin nói về các cái keo thông dụng trên thị trường trước. Keo thông dụng trên thị trường thì chúng ta có cái keo Lamin 2, thì thường thường nó gọi là keo lóng. Keo Lamin 2 này, keo keo AB hai thành phần này, rồi keo, nói chung là thường thường đấy là hai cái loại mà thợ mộc ngày xưa hay dùng. Thì tại sao cái loại đấy nó hay? Thứ nhất, cái Lamin 2 là tác dụng của nó là khô rất nhanh, nó gắn kết rất nhanh trong trường hợp chúng ta cần phải giữ một cái gì đấy thật nhanh để chúng ta có thể làm các bước tiếp theo, thì Lamin 2 là một cái sự lựa chọn mà gần như không xưởng mộc là thiếu. Cái thứ hai đó là cái keo AB. Thì cái keo AB nó có một cái ưu điểm mà mình thấy đến thời điểm hiện tại mà mình thấy nó đã khá hay, bởi vì thực ra là thợ mộc ngày xưa chúng ta thường xuyên là, tức là thợ mộc Việt Nam chúng ta, thì chúng ta do hạn chế về về tài chính thì chúng ta đều không có những cái máy móc xịn hiện đại, hoặc là không có những cái thước có thể đo được chính xác cái về gỗ. Cho nên chúng ta làm hầu hết là thợ, kể cả thợ xưa thợ lay, hầu hết thì làm chúng ta làm thợ xưa, một số thợ tay nghề cao mình không nói, nhưng mà đa phần những cái đồ chung chung thì chúng ta làm chúng ta đều bị hở, tức là các gối với các mộng là nó cũng thừa rồi, thiếu rồi, không chuẩn, không vuông. Thì người ta đều dùng keo AB hai thành phần, người ta trộn với mùn cưa để người ta làm phẳng, tức là làm gắn liền những cái vết hở đấy, tức là người ta làm liền những vết hở đấy. Thì đó chính là cái tác dụng của thằng AB. Thì AB hay thằng 52 nó đều chắc, nhưng cái nhược điểm của nó là nó đều rất là giòn, đã cứng thì cực giòn. Thằng 52 rất nhanh, nhưng thằng keo AB thì nó lại hơi chậm, nhưng nó rất cứng nhưng rất giòn. Thì với cái nặng nhược điểm lại gỗ Việt Nam chúng ta thì hầu hết là không có gỗ sấy. Thợ ngày xưa làm thì làm gì có lò sấy, bây giờ thì cũng có rồi, nhưng mà với các cái gỗ như gỗ lim, gỗ các cái gỗ loại gỗ cứng ấy, thì dù chúng ta có sấy nhưng khi chúng ta sử dụng thì vẫn có độ co ngót nhất định, và khi co ngót thì chúng ta thấy các cái phần vết keo AB nó lướt hết ra rất là xấu. Bởi vì là khi chúng ta gắn ấy, chúng ta gắn những cái đấy để chúng ta làm mộng không chắc, chúng ta toàn sử dụng các cái mùn cưa này, bạn thấy là mùn cưa trộn hoặc là bột đá trộn với keo AB để chúng ta chét vào những cái lỗ đấy. Nhưng mà cái đặc điểm của nó cứng, nó chắc, rất chắc lúc đấy thôi. Nhưng chúng nếu với những cái ghế chúng ta ngồi, chúng ta chỉ đung đưa đi lại vài lần là nó sẽ vỡ luôn ra cái lối ra, nó không có tác dụng gì cả. Thì tiếp theo mình xin nói cái keo Tybon. Tybon 2 này là cái loại mà chúng ta hay sử dụng, tức là anh em hiện đại bây giờ chúng ta hay dùng. Tại sao chúng ta hay dùng cái keo này? Thứ nhất, nó thân thiện môi trường, dễ dùng, không dính tay, không bẩn, là cái ưu điểm đầu tiên. Nhưng cái ưu điểm thứ hai của nó đó là cái loại keo này rất dẻo, nó có độ dẻo dai rất là cao, kể cả nó khô rồi thì độ dẻo, nó có độ dẻo dai, thì khi chúng ta tác dụng lực thì nó sẽ bền bền hơn và nó có khả năng kháng nước tốt. Nhưng thằng này cũng có nhược điểm. Tại sao? Bởi vì nếu với như chúng ta làm mà chúng ta không, ví dụ chúng ta làm mộng hoặc là chúng ta gắn những cái gì mà chúng ta không khít được hai cái gỗ với nhau thì cái keo này vô dụng. Keo này buộc gỗ chúng ta phải chạm khít vào nhau, tức là mộng chúng ta đút vào chúng ta phải cảm thấy, khi chúng ta đút mộng vào chúng ta phải cảm thấy lắc tay thì chúng ta dùng những cái thằng keo này mới có tác dụng. Chứ nếu chúng ta đút mộng mà chúng ta lỏng teo teo dẻo thì cái thằng này nó lại gần như vô tác dụng đó. Cho nên là chúng ta cân nhắc từng trường hợp mà chúng ta sử dụng loại keo nào. Và keo, giá keo này thì nó rất là đắt nhất, nhưng theo mình thấy thì nó cũng chẳng tốn là bao nhiêu cả, bởi vì gần như ngày xưa cái hồi mới làm mộc mình làm tại nhà thì một lọ keo là mình dùng còn lâu mới hết. Cho nên là nó không đáng bao nhiêu cả. Mình thấy như keo Lamin 2 này mình đã giỏ toàn thừa ra ngoài, còn một vài cái là hết. Đâu là keo này. À. À, thêm một phần nữa đó là mình đấy là nó cái công dụng của nó. Nhưng bây giờ về tính chất thì sao? Thì thằng keo này nó có một tính chất rất là hay. Khi các bạn gắn keo này thì gần như mình sẽ khẳng định là gần như các bạn giữ nguyên được tính chất của gỗ sau khi chúng ta gắn. Đó mới chính là tại sao nước ngoài họ lại sự ưa chuộng loại keo này hơn những cái loại keo này. Những cái loại keo này
thì nó keo 502 hay keo AB thành phần nó chỉ thích hợp chúng ta sơn BU thôi. Tại sao là thế? Bởi vì cái cách sơn BU nó khác hoàn toàn so với cách sơn ở nước ngoài ta sơn lau. Sơn PU thì nó dựa vào số lớp. Bởi vì khi chúng ta dùng sơn lót, chúng ta lót lên bề mặt gỗ thì sau khoảng vài lớp lót thì các bạn có thể nghĩ luôn đó là không còn là gỗ nữa, nó là một tấm nhựa. Các bạn có thể hiểu luôn là như thế cho nhanh. Nó không còn một cái tính chất chỉ của gỗ cả, bởi vì bản chất của sơn lót đó là lớp tôn gỗ làm phẳng bề mặt gỗ thì lúc ấy nó không còn là gỗ nữa. Thì sơn PU mục đích của người ta sau lúc đấy thì kể cả là thì lúc ấy nó lại không khác gì cái keo 502 chúng ta giỏ lên gỗ. Khi keo 502 chúng ta giỏ lên gỗ thì cũng tương tự như chúng ta lớp lót vậy. Gỗ nó không còn là gỗ nữa và lúc đó chỉ có thể sơn PU, tức là người ta phun tạo màu là người ta dựa theo số lớp để người ta tạo màu, tức là người ta cứ phun một lớp lên xong phun lớp nó cứ chồng lên nhau chồng lên nhau chồng lên nhau thì nó tạo thành cái màu của sơn. Thì chính nhược điểm của thằng PU như vậy cho nên là các bạn thấy là tình trạng là nó hay bị bong chóc, bởi vì các bạn nhìn thấy PU các cầu thang lâu ngày nó cứ bong chóc như kiểu chúng ta chóc sơn tường ấy, là bởi vì chính vì nó dựa vào số lớp, lớp này chồng lớp kia, lớp này chồng lớp kia để tạo màu để phủ cho bề mặt cho nên là nó mới bong chóc. Còn với hệ sơn lau nó khác hoàn toàn, hệ sơn lau là dựa vào tôm gỗ vân gỗ để nó bám, nghĩa là nó bám rất sâu vào bên trong gỗ cho nên cái việc mất màu hay cái việc bong chóc là không, gần như không có nếu chúng ta có một lớp phủ tốt đó. Thì nếu chúng ta sử dụng keo 502, chúng ta gắn các cái mối nối ghép gỗ hoặc chúng ta sử dụng KAB thì sơn lau gần như vô tác dụng, bởi vì sơn lau nó bám trên bề mặt gỗ và bám trên keo 502 này sẽ khác nhau. Thậm chí có những dòng sơn lau nó còn không thể bám nổi trên 502 bởi vì nó khác gì với tấm nhựa đâu, sơn sơn không thể bám trên nhựa đó. Nhưng cái này khác, cái này khi chúng ta gắn xong thì ngoại trừ những cái phần mà gỗ nó cực khít với nhau thì nó có tác dụng làm gì, còn lại sơn keo thừa ra ngoài chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó dẻo là kẹo cao su, chúng ta có thể bóc ra bóc bỏ đi và lúc đó chúng ta giữ nguyên tính chất của gỗ và lúc đó chúng ta có thể dùng sơn lau hay dùng bất cứ sơn gì đều được. Cho nên là nước ngoài họ ưa chuộng loại này bởi vì như thế, và họ có một cái hệ thống nó đi rất là liền nhau. Thứ nhất họ có một hệ thống máy móc chuẩn, đo đạc chuẩn, cho nên là mộng các thứ họ ghép rất chuẩn. Thứ hai gỗ họ rất xịn, gỗ họ gỗ sấy. Thứ ba đó là họ dùng keo xịn, keo chuẩn. Thứ tư sau đó họ mới dùng được sơn lau bởi vì là họ dùng keo như này đó. Cho nên là chúng ta cân nhắc, tất nhiên là ở Việt Nam chúng ta thì nó phải tùy cơ ứng biến thôi, chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, nhưng mà như mình đã giới thiệu được thì tùy vào từng trường hợp và tùy vào từng cái vị trí mà chúng ta cân nhắc nên sử dụng cái loại keo nào cho nó phù hợp, tránh tình trạng là chúng ta khi chúng ta sử dụng keo xong rồi chúng ta lại không thể sơn được như ý mình nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn.